Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba thành phố Đà Nẵng chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng chống COVID-19, tiến hành nới lỏng giãn cách xã hội. Tiếp tục có thêm nhiều hộ dân mở lại các hoạt động kinh doanh buôn bán, nhưng vẫn áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố. Tuyến đường Hoàng Diệu, đoạn gần ngã tư cắt với đường Trưng Nữ Vương, rất nhiều hộ kinh doanh buôn bán thực phẩm, các hàng quán giải khát đã mở cửa trở lại và cho bán mang về. Bản thân người buôn bán cũng có ý thức rất lớn trong việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch khi nới lỏng như giảm số lượng khách mua, bố trí các bình rửa tay sát khuẩn trước quầy hàng và nhắc nhở khách mang khẩu trang khi giao dịch. Nhiều ý kiến cho biết, tuy đã nới lỏng từ hôm 5 tháng 9 nhưng cho tới nay lượng khách vẫn thưa thớt và rải đều chứ không tập trung quá đông như trong đợt dịch trước. Đà Nẵng khống chế được dịch thì cho bán lại thì mình bán, nói chung là mình luôn luôn tuân theo của lời của nhà nước. Cho bán thì bán mà cho nghỉ thì nghỉ thế đó. Khỏi bị gò bó nữa, ăn uống nó cũng dễ dàng hơn. Tuy nhiên phải áp dụng hết chứ, đầy đủ với khẩu trang. Dọc tuyến đường Lê Đình Dương, Nguyễn Văn Linh và một số khu vực khác, nơi có rất đông các hộ kinh doanh ngành hàng ăn uống cũng đã bày quán dựng sạp để đón khách trở lại. Tại vì là mình giãn cách ra hai người, với lại là mình không cho đứng gần nữa, mọi người phải bịt khẩu trang. Không có bán nhưng mà phải có nước diệt khuẩn tay. Khác so với lần nới lỏng giãn cách xã hội trong đợt dịch trước, người dân lần này đã rút kinh nghiệm trong việc quay trở lại trạng thái bình thường mới, không còn tập trung mua bán quá đông hoặc quá lâu. Đây thật sự là tín hiệu đáng mừng khi chúng ta vẫn còn phải ứng phó với diễn biến của dịch COVID-19 thời gian tới.